Yo, hello, what's up chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel của mình đây, từ từ bá đạo người nha. Xin chào anh em của game Poke đã chiến mình nha, từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chúc vào video cho anh em xem video vui vẻ. Đầu video nhiên tôi xin một like và một đăng ký kênh của channel phát triển nha, của người rất nhiều. Hôm nay có cá vàng luôn à. Hấp dẫn thế nhờ, hôm nay có cá vàng luôn các bạn. Ừ. Kiểu này tí phải đi. Ui, hôm nay đổi BY luôn này. Ơ kìa, mọi cái đến toàn đúng lúc thế, đến cùng một lượt thế này thì đỡ làm sao được các bạn. Kim cương đâu ra bây giờ, nhưng mà này chắc lên VIP 5 anh em nhá. Này cố gắng để tôi xem đủ được không, được tôi lên VIP 5 anh em. Này chắc này xem lên VIP 5. Ok, nạp tiền dinh có hot, này là mốc 1k các bạn sẽ đợi được đâu đó 30, 45, 48 đèn bí đỏ rồi reset đồ. Tiêu phí nhận được hồ mật cấp cao à. Không đáng tiêu cho lắm các bạn. Ok, bắt đầu đi ngày mới chắc nào. Hôm nay chúng ta có nhà mê cung. Thời tiết hôm nay có gì đây anh em? Tuyết và tuyết nhiều anh em. 11 giờ 3 phút đến 13 giờ 3 phút thời gian hiện tại anh em đang xem được có tuyết rồi anh em, còn đâu tuyết nhiều thì hôm nay đi bắt Kakuram này các bạn này, 15 giờ 41 đến 17 giờ 41 nhá. Anh em tranh thủ ra bắt, mà nào có ý định nên BY thì hôm nay cân nhắc nhá. Nạp chọn tiền AB. Yo. Vua khiên anh em. Rồi. Hôm nay là cái này thì nhận được stick của cái này 4 ngày thôi mà, này sao đủ. Đây nữa anh em. Hôm nay có đội Ulova này, thế mà anh em nói có đúng thần đội Ulova các bạn. Thế nào này thì cu em tôi nó lại đổi rồi. Tí hỏi xem đổi chưa, đổi tôi đổi luôn cho anh em. Để đi hỏi luôn các bạn, đợi tí nhá. Ok các bạn, ngoài ra nó có cả Mewtwo thiết giáp, mảnh Mewtwo thiết giáp bá chủ. À. 500 đèn thôi à. Cũng 500 đèn là lên được Mewtwo thiết giáp bá chủ anh em, ngon. Yo, xem bên nào số của em tôi sẽ đổi gì đây. Xem nào, dưới này có gì nữa không. Điện skill. Vâng, có cả đồ luôn các bạn. Xem này lên 65 không, 65 thì mới ra lấy được bộ đồ này các bạn. 5 cái đấy nhờ. 100 đèn lên lấy đâu được cái giày rồi. Đồ về toàn đúng hôm, không có gì thôi anh em. Buồn thế nhờ. Sự kiện gió ngon mà gặp đúng lúc mình đang thất nghiệp các bạn. Hơn tròn. Ok, khởi nghiệp ngày mới nào. Hôm qua thì tôi bị bỏ cày một xíu anh em, hôm qua được chiến không đột phá quá nhiều. Hôm nay thì mong rằng sẽ có đột phá mới anh em. Cộng 4 4 rồi, ok. Đây cộng 5 rồi. Đây những cộng 5 anh em. Ok, cộng 5 nốt. Vâng, quên cho nó thì chưa chưa ấy được anh em. À, từ từ. Ok kìa. Thế mà mấy ngày hôm nay mình nghĩ gì đây anh em? Ô kìa, mấy ngày hôm nay mình nghĩ cái gì vậy trời. Trong khi đồ cộng 6 mang ở ngoài ạ. Trời ơi, đấy 700k là chiếm rồi anh em. Oh man. Mấy ngày hôm nay không biết mình nghĩ cái gì khi mang đồ cộng 4 cho cháu nó anh em. Tự thấy khó hiểu bản thân mình quá. Thế, như này nó chẳng phải phù hợp hơn không. Rồi cháu này có đeo miếng này cũng được. Rồi đây đeo nốt vào đó, trông ngon lành ngay anh em. Cậu cháu này được chiến hơi thấp thôi, từ hôm qua đến giờ đột phá vẫn chưa lên được tí gì anh em, càng đét đến đệt ạ. Đột phá mãi vẫn chưa lên được tí gì anh em, trong khi giờ anh em trong server thì đột phá ấm hết rồi, mình thì vẫn cứ lăng qua lăng quăng quanh đi quẩn lại chỗ này thôi anh em, chưa đâu vào đâu cả. Định mệnh nào. Gì? Để mình cháu cái này thôi. Xem thường đội bạn. Ui rồi, không 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 anh em, sorry.
À, hai cháu. Mà sao nó lạ thế nhờ? Úi giời, Unova nhà người ta đây anh em 11k speed ạ. À. Trời ơi. Cũng là Unova mà nó lạ lắm các bạn ạ. À. 11k speed thì thứ nào chịu cho nó nhiệt anh em. Cày thế nhờ. Nhìn đội bạn bón hành trong nước mắt anh em. Ulti lên nào. Quang tiên điện lên. Ra từ từ anh em. À, ra cầu đội bạn kia đi. Biết cái này có vẻ là hơi sai lầm anh em, nhưng mà tôi vẫn nghĩ vậy. Nhưng sao như vậy nó vẫn hơn anh em. Tôi quên. Múc tê, múc tê các bạn. Nào thì một chọn một vậy. Cái nhà mình còn bị tê anh em. Tao đang bị tê, nó hụt nha. Ăn luôn anh em, một phát ăn hit, nhưng mà tôi hiện tại cho nó vẫn hơi yếu anh em. Để xem nào, hôm nay cố gắng sẽ nạp anh em, làm gì làm anh em, hôm nay phải cố gắng nạp. Làm gì thì làm, hôm nay phải cố gắng nạp được phát các bạn. Thì mới có vẻ ổn được. Có đài đi nào, quên vậy nhầm đỡ rồi, quét quét nào. Để hôm qua là cu em mới úp cho nó lên 800k, hôm nay mình mới được 700 các bạn. Đợi tí anh em, đợi tôi lên VIP 5 rồi mọi chuyện nó sẽ ở diễn biến khác thôi, cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện còn ở phía trước các bạn, không phải lo. Ok, trên map ra trận nào. Bốc phát vẫn cho nó vẫn né như thường anh em, vẫn là cho nó vẫn né được các bạn. Một quy lạ quá, đấm nhảy, đấm nhảy yếu đuối quá các bạn. Đấm cái này đúng chưa làm được gì anh em, ngay ngứa các bạn, muốn đốt đi lốc. Vô không lẽ phải lần lên 40 thật các bạn, mặc dù không thích nhưng mà vẫn phải lần. Cây nhà shop nào, hồi vàng các bạn, có lẽ qua vui phát anh em, nghe qua vui phát nào. Bot gui anh em, mấy ngày này tôi đánh rồi, đánh bot gui các bạn, các bạn làm một tí bot gui. Chung sự kiện tuần mới này ngon anh em, tự dàn tôi cố gắng kiếm 200k lạp ăn cá vàng là được rồi, những hết cá vàng là ngon rồi các bạn. Đó, làm chiêu cá vàng là ok luôn. Tiếp tục nào. Cá vàng xong là lên VIP 5, cái này là tại phụ kiện anh em, nâng điểm speed cao lên tí. Để kiếm lấy mấy dòng speed. Chiều nay đi tổ đội lên server cho kích vàng để mà úp độ úp phụ kiện anh em. Hiện tại level hôm sau mấy rồi, úp phụ kiện lên sau mấy cho nó luôn các bạn. Hôm sau tại đường nữa thì ngon các bạn, tại được phụ kiện cho nó lên nữa là ok luôn. Kiếm được 1-2 dòng speed cái là ngon lành ngay, thêm cả điểm speed nữa ngay. Ra trận nhìn trông hấp dẫn hẳn ra, mà đổi được cái giày nó tuyệt vời anh em. Cắm đèn bí đỏ kiếm nó ra nhờ, khó khăn ghê đấy. Cái này là cứ phải bình tĩnh, từ mới tính được anh em. Đó, vui nào. Lên. Khoa kỹ năng. HP. Rồi, ok các bạn, lụm. Bây giờ 60 hết rồi. Luyện thì chưa lên được các bạn. Đấy, cũng cùng là Mewtwo anh em. Đấy, hiện tại tôi mới 200 sống mấy, trong khi em tôi 300 rồi. Phụ kiện này, xem tăng cấp phụ kiện các bạn.
Ok, xem tăng cấp phụ kiện. Nói chung cái này cứ từ để tôi làm sau anh em. Chiều tôi làm phôi có gì tôi quay anh em xem sau chứ. Hôm nay chắc điểm qua thực hiện trong cô vui chơi thế thôi anh em. Clip kết thúc này nhá. Hẹn anh em tiếp theo giờ thì bye bye.